mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Trong series Như Lời Đồn thì mình sẽ thử cho mọi người những sản phẩm mà đang rất hot ở trên thị trường, những sản phẩm mà mọi người thấy là được chạy quảng cáo rất là nhiều, rồi review nào cũng rất là tốt và người ta gọi là thần thánh hóa cái sản phẩm đấy lên. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review một brand nhưng mà không phải là make up như mọi khi, mà là một brand skincare. Thường trong những cái phần Như Lời Đồn trước ấy thì mình sẽ review sản phẩm, tức là mình sẽ dùng trực tiếp trên mặt luôn và mình sẽ review trong video đó luôn. Nhưng mà bởi vì cái này nó là skincare nên mình đã đợi phải một tháng nay rồi, tức là khoảng 3 tuần rưỡi, 4 tuần rồi thì mình mới bắt đầu review được cái này cho mọi người. Tại sao mình lại muốn thử cái hãng này? Hãng này gọi là Gila, và nếu mà mọi người search ở trên YouTube hoặc là trên Google ấy, mọi người sẽ thấy là nó có quá là nhiều review tốt, và mình không biết là thực sự là nó có phải review của hãng người ta đưa ra hay là đây là review thật sự người dùng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đấy là trên website của hãng người ta nói là cái này sẽ không gây kích ứng và đặc biệt là an toàn cho bà bầu. Nên là cái gì mà liên quan đến mẹ bỉm sữa này hay là bà bầu này thì mình đặc biệt là phải chú trọng cái sự an toàn, và mình kiểu quan tâm là không biết cái này là có đúng như vậy hay không. Và nếu mọi người muốn xem là hãng này mình dùng trong 3 tuần rưỡi vừa rồi như thế nào thì mọi người hãy xem đến cuối video này nhé. Thì bây giờ sẽ nói qua về hãng này. Hãng này tên là Gila, là G-I-L-A-A. Thì có rất nhiều những cái bài post mình đọc trên Facebook, người ta cũng nghi ngờ về cái gọi là xuất xứ của hãng này. Bởi vì hiện tại ở Việt Nam có rất là nhiều hãng mà, tức là ở Việt Nam thì rất nổi tiếng, nhưng mà không biết là nó có phải thực sự là từ Hàn Quốc hay không, hay là tự nhiên ở Việt Nam người ta thần thánh hóa nó lên mà nó thực sự là không tồn tại ở bên kia ấy. Thì mình đã xem, và hãng này thì thực sự là đã được sản xuất ở Hàn Quốc và được phân phối chính hãng ở Việt Nam. Và cái thứ hai đấy là cái này nó có cả kiểm định của KFDA, tức là cái Cục An toàn Thực phẩm và Dược phẩm của Hàn Quốc. Và cái thứ ba đấy chính là khi mọi người lên cái website của hãng ấy thì mình rất là bất ngờ, vì cái hình ảnh cũng như là cái nội dung ở trên đấy người ta làm rất là chỉn chu. Có những hãng Hàn Quốc ở Việt Nam mà mình không hề tìm thấy website và cũng không tìm thấy cái nội dung gì của hãng cả, chỉ có là kiểu các nhà phân phối người ta bán hàng thôi, còn không tìm được một nội dung gì cả. Trong khi cái brand này thì mình thấy là kể cả hình ảnh lẫn nội dung ở trên website nó rất là rõ ràng và cụ thể. Chính vì thế nên mình mới quyết định thử. Thì cái son ấy, son của hãng này mình thấy mọi người review ở trên YouTube rất là nhiều. Từ mình không biết là người ta ra được mấy dòng son này ta. Nói chung là mình không quan tâm đến son nhiều lắm, nên là khi mà mình mua thì mình mua bắt đầu với cả một cái chu trình dưỡng da này trước, là bao gồm 4 loại. Đây, cái này thì sẽ bao gồm là một cái toner. Cái này gọi là Gila Saffron Tone Up Repair Bubble Toner này. Sau đó tiếp theo là Saffron Tone Up Repair Serum, và tiếp theo là Saffron Tone Up Day Cream, và cuối cùng là Saffron Tone Up Repair Cream. Thì cái bộ sản phẩm này người ta cam kết là sẽ sáng da và da sẽ phục hồi trong vòng 14 ngày. Và nếu mà mọi người dùng gọi là kiên trì hơn ấy, thì như mình là mình thử đến gần tuần thứ tư rồi mình mới dám review cho mọi người. Thì cái lúc mà mình nhận được cái hộp ấy thì là trong này có 4 cái sản phẩm này, sau đó kèm theo một cái tờ như thế này để kiểu nói về sản phẩm ấy. Thì trong này có đầy đủ là cả thành phần là cái gì và tác dụng như thế nào và cách dùng như thế nào luôn. Sau đó thì mình được tặng kèm thêm là 7 cái thỏi son này nữa. Nhưng mà như mình vừa nói mọi người là mình chưa có thời gian để thử 7 cái thỏi son này, và mình thấy là cũng có khá là nhiều review ở trên YouTube rồi nên là mình cũng chưa có thời gian để thử nữa. Nếu mọi người muốn mà mình review cái này ấy, thì mọi người có thể comment ở dưới cho mình biết nhé. Rồi bây giờ bắt đầu với sản phẩm đầu tiên. Và ở trên mặt mình bây giờ thì chưa có make up mà cũng chưa có skincare gì hết, mình mới chỉ rửa mặt sạch thôi. Lúc nãy thì trong lúc đợi quay thì mình đã xịt một chút xịt khoáng lên trên thôi, còn bây giờ chưa có một cái gì cả. Thì cái bước đầu tiên mình sử dụng sẽ là Gila Saffron Tone Up Repair Bubble Toner. Cái này có lẽ là một trong những sản phẩm mà mình thấy nhiều người dùng nhất, bởi vì cái texture của nó khá là lạ. Tức là bình thường khi mọi người dùng toner để làm sạch da hoặc là để cung cấp lại độ ẩm ở trên da của mình sau khi rửa mặt ấy, thì những cái sản phẩm đấy thường nó sẽ là dạng nước, mọi người sẽ cho vào những cái bông cotton ấy, xong là mọi người sẽ lau lên trên mặt đúng không? Nhưng mà cái này lúc đầu mình mới mua thì mình cũng thấy nó khá là lạ, bởi vì nó là dạng bọt như thế này. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Nó là như kiểu bọt bong bóng ấy. Đó, và khi mà mọi người apply lên trên da thì mọi người dùng cả cái bọt này mình massage lên trên mặt.
Cái bọt này thì mình nghĩ là bởi vì nó là dạng bọt ấy nên là nó sẽ đi sâu được vào lỗ chân lông để làm sạch hơn. Thì ở trong cái tờ này mình có đọc là cái này sẽ là dạng bong bóng làm sạch và cấp ẩm sâu gấp 3 lần. Sản phẩm này không chứa cồn và 100% không gây kích ứng. Thì khi mọi người chọn toner chắc chắn là mọi người sẽ không nên chọn cái sản phẩm nào mà có cồn rồi. Bởi vì da mình ấy, dùng cái gì mà có cồn là ngay hôm sau nó sẽ lên mụn ẩn. Và dùng có cồn có vẻ là những bạn nào mà gọi là da dầu ấy, mọi người dùng những sản phẩm có cồn thì mọi người sẽ thấy thích. Bởi vì nó gọi là kiềm dầu hơn và nó làm cho da mình nó không bị da dầu nhiều nữa. Nhưng mà dùng những sản phẩm có cồn về lâu về dài nó sẽ gọi là làm mỏng cái da của mình đi ấy. Nên là mình không recommend những bạn nào dùng toner mà có cồn nhá. Thì cái này nó đúng là không gây kích ứng thật. Mình dùng trong vòng hơn 3 tuần vừa rồi thì nó không hề có một cái cảm giác kích ứng hay là gì cả. Và có lẽ là bởi vì cái này nó là dạng kiểu bọt bong bóng ấy, nên là khi mọi người dùng xong mà lúc mà nó bắt đầu khô lại ấy, thì mọi người sẽ cảm thấy là nó hơi tê tê ở trên cái lỗ chân lông một tí. Đó. Sau khi mọi người dùng xong mà lúc mà nó thấm xong ấy thì mọi người sẽ thấy là da khá là mịn, cái nó để lại một cái lớp khá là mịn ấy, và lỗ chân lông của mình cảm thấy rất là thông thoáng và đủ ẩm. Đấy. Cái này thì không giống như những cái nước mà mọi người lau xong phát là xong. Cái này mọi người sẽ phải dành một xíu thời gian để đợi nó thấm vào da đã. Mình cứ dùng tay mình massage như này thôi. Cái bộ sản phẩm này thì nó không có mùi thơm, tức là nó có cái mùi đặc trưng của sản phẩm thôi, còn nó không phải là một cái mùi thơm. Chính vì thế nên là mình nghĩ là cái này nó sẽ an toàn cho những bạn nào mà có da bị kích ứng này, hay là những bạn nào mà đang bầu ấy. Bởi vì da mình là da dễ bị kích ứng này. Nếu mình dùng cái gì mà có hương liệu quá nhiều thì ngay hôm sau mình sẽ bị lên mụn ẩn. Nên là dùng cái này mặc dù là cái mùi của nó không phải là quá thơm ấy, nhưng mà mình thấy là ok, dùng cũng không sao, càng tốt. Đấy. Cái này thì nó sẽ không thấm ngay đâu. Cái này thì mọi người sẽ phải đợi một xíu nhá, để cho cái sản phẩm nó thấm sâu vào lỗ chân lông. Trong lúc mà đợi cái toner này nó ngấm vào da thì mình sẽ nói thêm về cái thành phần. Thì năm cái thành phần chính mà mình tìm thấy ở trong cái toner này, đầu tiên đấy là nhị hoa nghệ tây này, là cái thành phần chủ chốt ở trong cái bộ này luôn. Thứ hai đấy là hoa atiso, và thứ ba là HA, thứ tư là hoa hoàng liên, và cuối cùng đấy là cam bergamot. Năm cái đấy là thành phần chính ở trong cái toner này. Chính vì thế nên là mùi của nó cũng kiểu bình thường thôi, chứ nó không phải là một cái mùi gì đấy nó quá thơm. Tiếp theo xong bước toner thì sẽ chuyển sang cái này là serum. Mọi người nhìn thấy là cái lọ serum này nó rất là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, chứ không phải là kiểu to hoành tráng ấy. Lúc mà mình nhận được cái lọ serum này mình cũng thấy là thực sự là nó hơi bé. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bởi vì cái trong cái thành phần ở cái này thì nó có saffron với cả vitamin C. Và vitamin C mọi người nhận thấy là trong những cái sản phẩm mà nó kiểu quá nhiều ấy, mình chưa kịp dùng hết thì nó đã bị oxy hóa rồi. Nên là mình nghĩ là cái size này chắc là người ta làm cũng có chủ đích của nó, chứ không phải là người ta cố tình làm cho nó bé như thế này. Thì thành phần của nó như mình vừa nói là có saffron với cả vitamin C. Và vitamin C nguyên chất của nó có hàm lượng rất là cao. Đấy là 110.000 ppm, người ta ghi ngay ở trên cái vỏ này. Thì lúc mà mình đọc cái này mình cũng nghĩ là không biết là mình có nên dùng hay không, bởi vì da mình nó khá là nhạy cảm với cả vitamin C nồng độ cao. Nhưng mà bởi vì người ta đã cam kết là không có kích ứng nên là mình vẫn quyết định sử dụng. Thì cái ấn tượng đầu tiên của mình về cái sản phẩm này đấy là cái mùi của nó. Thực sự là cái mùi của nó không được gọi là appealing, không được phải là kiểu mình ngửi phát xong mình kiểu wow thơm quá, nó không phải như thế. Mà cái mùi của nó khá là khó ngửi. Nhưng mà nếu bạn nào mà đã uống saffron rồi ấy, thì mọi người sẽ nhận ra được cái mùi này nó từ đâu đến. Đến bây giờ thì mình dùng cái này là hơn 3 tuần rồi và mình cũng chưa thấy là da mình có dị ứng hay cái gì cả. Mỗi lần mình dùng thì mình sẽ lấy khoảng 5 giọt gì đấy, một pump của nó thì mình thấy là khá là nhiều. Mọi người không cần lấy nguyên cả một pump đâu, mình lấy khoảng 5 giọt gì đấy, xong mình massage lên trên tay và mình dùng lên trên mặt như thế này. Đó. Về cái tác dụng mà người ta ghi là sáng da ấy, thì mình thấy là sau khoảng 2 tuần mọi người sẽ có thấy là da mình có kiểu những cái vết thâm hay là những cái vết nám ấy, nó có mờ đi một chút. Nhưng mà tất nhiên là không có sản phẩm nào quá thần thánh là mọi người dùng xong một phát là thấy kiểu mọi thứ nó biến mất luôn được ấy. Mọi người phải kiên trì dùng một chút. Thì đến bây giờ mình dùng thì mình cũng thấy là
nó cũng mờ đi dần dần. Đó, phải kiên trì dùng một chút. Nhất là khi mà cái chu trình thay da thì thường nó sẽ là 28 ngày ấy, tức là 4 tuần. Đó, cái này nó sẽ hơi dính dính một chút xíu. Nhưng mà thường là cái serum nào nó cũng như vậy hết. Tiếp theo, sau bước serum thì mọi người sẽ cần một cái loại kem để mọi người khóa ẩm vào. Và cái kem này khi mọi người đọc tên trên website ấy, mọi người sẽ thấy là tên của nó nghe khá là lạ và kiểu mình không biết là người ta có kiểu thần thánh hóa cái tên nó lên không. Cái kem này gọi là kem sạc nước Gillan Saffron Tone Up Repair Cream. Thì cái thành phần ở trong cái kem này, hai cái thành phần chính đấy là nhụy hoa nghệ tây này và vitamin B5. Và nhiều bạn mình có đọc ở trên những cái post mà gọi là kiểu nghi ngờ về cái brand này ấy, thì mọi người bảo là không biết là cái thành phần nhụy hoa nghệ tây ở trong đấy là cái thành phần nào, mọi người không đọc được. Thì cái tên của nó mình có search ở trên Google thì gọi là Crocus sativus. Khi mà mọi người tìm cái tên thành phần đấy, mọi người sẽ tìm thấy đây là cái thành phần của nhụy hoa nghệ tây. Và bởi vì nó là có thành phần nhụy hoa nghệ tây cộng với cả vitamin B5 nên là nó sẽ có tác dụng rất là tốt trong việc là gọi là tái tạo cái sự đàn hồi của da. Đấy, và cái này nó là dạng cream mọi người ạ. Đây này, mình có một ít ở trên cái nắp. Và cái kem của nó là dạng texture cream như thế này. Hôm qua thì mình vừa thấy bạn mình post lên hỏi ở trên Facebook, bởi vì bạn mình da rất là dầu ấy, và nó hỏi là trời đất chị em ơi, có kem nào mà bôi mùa hè mà nó không bị quá dầu không, bởi vì da bạn dầu quá không thể bôi được những cái loại cream ấy. Thì mùa hè thì mình toàn đổi sang những cái loại dạng gel để mình dùng thôi. Còn thực ra da mình ấy, đến mùa hè cũng không thể chịu đựng nổi những cái dạng cream, bởi vì chỉ cần bôi lên khoảng bao nhiêu lâu, khoảng 3 phút sau thôi là hai cái bên mũi này của mình à, nó sẽ bị da dầu rất là nhiều. Và dùng cái này thì mình thấy là nó không bị như vậy, và dạng gel thì nó cũng thấm rất là nhanh. Mọi người nên nhớ là khi mà mình dùng skincare thì mình cũng nên đổi là mùa đông thì mình dùng loại như thế nào để cho da mình nó thích hợp với cái thời tiết, và đến mùa hè thì mình sẽ đổi thành những cái sản phẩm như thế nào. Đấy, thì quyết đến mùa hè thì mình sẽ đổi sang cái dạng gel. Và cái này là sản phẩm mà mình nghĩ là có mùi thơm nhất ở trong cái bộ sản phẩm này. Kiểu nó có mùi thơm ấy. Thì cái kem này mình sẽ recommend những bạn nào mà có da bị thiếu cái độ đàn hồi này, hoặc là da bị mất nước này. Đấy, và tất cả những bạn nào mà đang bầu ấy, thì mình nghĩ là cái tình trạng da xỉn màu rồi da mất nước rồi mất độ đàn hồi, trông kiểu da mình là nó cũng xỉn, xong rồi phần mắt này hay là những cái phần ở cánh mũi này nó hay bị kiểu thâm thâm ấy. Đấy, thì mọi người có thể thử cái này xem như thế nào. Mình dùng thì mình thấy rất là ok, bởi vì mọi người nhìn đây này. Sau khi mình apply thôi, tức là nó có độ dày vừa phải. Khi mọi người dùng thì mọi người sẽ không cảm thấy nó bị quá dính ở trên mặt, và nó vẫn thẩm thấu đủ cái độ ẩm lên trên da của mình. Đó. Rồi, mình vừa nói đến 3 sản phẩm rồi, và trong cái bộ mình mua thì có 4 thứ. Thì cái này mình sẽ dùng là bước khóa ẩm vào buổi tối. Còn cái này thì mình sẽ dùng vào buổi sáng này, bởi vì cái này nó có gọi là nâng tông với cả nó có SPF nữa. Tuy nhiên là bởi vì cái SPF của nó chỉ là SPF 22 thôi, nên là mình sẽ recommend những sản phẩm này cho bạn nào mà gọi là ngồi trong văn phòng, hoặc là mọi người không đi ra ngoài nhiều lắm. Còn nếu bạn nào mà càng ngày hay là càng buổi sáng mọi người đi ra ngoài đường ấy, thì SPF 22 nó là không đủ. Cái này mình dùng như là một cái lớp kem chống nắng, cũng như là cái lớp kiểu là lót make up ấy, bởi vì nó cũng có độ kiểu hơi dính dính một chút. Thì khi mọi người dùng cái make up lên trên thì nó sẽ dính, giữ make up trên mặt mình rất là lâu. Đấy, mọi người, mình apply lên mọi người sẽ thấy là kiểu nó hơi có độ nâng tông da ấy, nhưng mà nó không bị bết nhá. Bình thường có những cái loại mà gọi là tone up ấy thì nó hay bị bết ở trên da, kiểu nó tạo một cái lớp phấn trên mặt mình ấy. Nhưng mà cái này nó như kiểu cream bình thường thôi, nó không bị bết ở trên da, mọi người chỉ cần massage đều ra là được. Và có những cái mà khi mọi người dùng xong nó bị kiểu gọi là đọng những cái phấn vào trong lỗ chân lông ấy, thì cái này nó không bị. So hai mặt với nhau rồi. Thực ra cái này bạn nào mới đi làm ấy thì cũng tiện, bởi vì không cần make up luôn cũng được, đánh tí son xong rồi trải mascara với cả trải lông mày nữa xong. Và cái serum này thì có thành phần chính là vitamin C này, trong khi cái kem này thì có thành phần chính là ngọc trai, nên là nó cũng kiểu dưỡng trắng, nhưng mà nó lại là một cái thành phần khác. Mọi người nhớ phải tán đều ra nhá, kể cả những cái chỗ mà chân tóc này.
Cái đây là cũng có tác dụng dưỡng ẩm nữa, nên là những bạn nào mà làm văn phòng mà ngồi điều hòa nhiều ấy, mà da hay bị bong chóc các kiểu ấy, thì cái này mình thấy cũng ok la. Xong, nói chung là nếu là mọi người không vừa nói vừa làm như mình thì chắc mọi người chỉ xoa độ tầm 2 phút xong rồi đánh son các thứ là xong rồi đi làm được luôn. Ok, vậy là mình đã vừa mới apply sản phẩm và cũng như review cho mọi người từng thứ một ở trong cái bộ skincare của Gila này mà mình đã thử. Thì để mà tóm tắt lại thì mình thấy là bộ skincare này nó khá là tiện, bởi vì đối với những bạn nào mà da bị kích ứng này, hoặc là mọi người đang có bầu này, hoặc là vừa mới sinh em bé này, thì để mà chọn được một cái mà nó không gây kích ứng, xong rồi nó an toàn cho da của mình, an toàn cho em bé của mình mà cả một cái chu trình ấy, thì nó rất là khó. Bởi vì mình đã từng là một bà bầu rồi nên là mình hiểu cảm giác đấy. Bởi vì nhiều khi mình dùng, mình thấy là rất là hợp, nhưng mà cái thành phần nó lại không an toàn nên lại không dám dùng. Và mình ngày nào cũng nhận được câu hỏi của mọi người là: chị ơi, có được dùng cái kia không? Có được dùng cái này không? Và phải ngồi mò từng cái thành phần một để xem ấy. Thì cái này mình thấy là nó ok và nó khá là tiện. Và đối với cả da của mình thì nó có tác dụng. Thì đầu tiên là có cái bước toner này là bước làm sạch rồi này, xong rồi đến bước thứ hai này là bước dưỡng, rồi đến bước thứ ba này là bước phục hồi, và đến bước cuối cùng là bước bảo vệ da trong ban ngày. Thì tất nhiên là da của mỗi người khi dùng sản phẩm thì nó sẽ có một cái kết quả khác nhau, nên là đấy là review của mình. Còn nếu mọi người đã dùng cái brand này rồi và mọi người muốn cho mình và các bạn khác biết là như thế nào thì mọi người có thể comment ở dưới nhé. Video ngày hôm nay thì đến đây là hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video này, và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tới. Bye bye.